Vâng, chào các bạn, chúng ta cùng nhau đi thăm vườn lá lốt của tôi nha. Đây này, lá lốt này, lạ mập không? Cây lá lốt thì không những là vừa làm cái thức ăn mà còn nó còn nên thuốc nữa các bạn ạ. Lá lốt nên thuốc đấy, nó là một cái loại thảo dược tự nhiên, nó có tính âm, tính bình, ăn vào nó mát người lắm. Cái lá lốt này là cái lá lốt này có thể làm mà chúng ta có thể ăn sống này, vặt về ăn sống luôn, và thái ra xào thịt hoặc là làm chả lá lốt luôn. Và đặc biệt là cây lá lốt này rất dễ trồng, chúng ta chỉ cần nhổ cả cái này, lấy cả cái gốc của nó đi, nhổ xong trồng ở vùng đất khác là nó mọc. Đây, đây là vườn lá lốt nhỏ của tôi, bằng đây cũng đủ ăn rồi, đủ làm gia vị. Đấy, lần nào có cái nghệ này, lá lốt mọc chưa? Tiện thể nó ngắt vài lá để ăn thôi. Trưa này làm ăn luôn, trưa này làm xào lá lốt luôn, lá lốt xào trứng luôn. Nha, thơm lắm, vắt ra thơm lắm. Nó lốt này cứ ngắt thế thôi, rồi lại mọc tiếp. Nhưng đừng lấy giá lá cái má già quá. Đấy, lá nó vừa vừa thôi. Nào cũng đừng lấy giá mà nó non quá. Lên lá cái đoạn giữa ấy. Rồi, ngặt về cho vợ, trưa nay làm một món chả lá lốt này, băm thịt ra gói vào để dán lên là thành chả lá lốt thôi. Đặc biệt là cái lá này cũng ăn sống được các bạn, quấn thịt, quấn chấm cái gì cũng được. Đặc biệt là cây này dễ trồng, ở những nơi mà nó có ẩm ướt dễ mọc, mọc nhanh lắm, ăn không kịp. À, cái lá lốt này là cái đến rằm tháng 7 là người dân quê tôi là hay lấy về làm chả lá lốt, ra chợ mua bó cũng 5.000 đấy các bạn ạ, rẻ đâu. Nghĩ là các bạn ở thành phố này để có một vườn lá lốt này xem chừng là cả một giấc mơ, học đất đâu mà trồng. Đất đâu mà trồng. Đây là vườn lá lốt nhà tôi nhá. Nếu mà bạn nào muốn lấy giống thì có thể là tìm giống ngoài chợ. Sẽ về 1-2 cây này vì là trồng rồi là mọc ra thôi, nó mọc ra thôi, mọc dần rồi mọc ra thôi. Đây, một nắm lá lốt này đủ làm chả lá lốt này. Rửa sạch là bấm thịt ra là làm chả thôi. Đấy. Nếu mà bạn nào muốn lấy giống từ tôi thì có thể để lại tin nhắn bên dưới cái video này, tôi có thể gửi đó, lấy giống gửi đó luôn. Đấy, nhổ cây gửi vào đường bưu điện cũng được.
Rồi, xin chào và hẹn gặp lại nha.